Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm, kênh Twitch Your Self Inspiration tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm một cái khăn tròn màu đen và màu trắng như thế này. Trông rất là đẹp đúng không? Và cái khăn tròn này là bằng len My Posy. Original number 1. Và cái cuộn này thì dài 52m thôi và có trọng lượng là 50g. Và đây là thông tin về thành phần của cái sợi len này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu đan len nhé. Lần trước thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều clip về cách làm những cái khăn tròn mùa đông bản to rất là đẹp và có nhiều màu sắc khác nhau. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm một cái khăn tròn bản to và có màu đen trắng xen kẽ như thế này nhé. Và đây là một quà tặng rất thích hợp vào mùa đông cho bạn bè và người thân đó. Đây là cái cuộn len màu đen pha trắng, pha những cái đốm nhỏ màu trắng như thế này. Cuộn len này có màu chính xác là màu xám đậm. Và chúng ta dùng cái mũi này để đan. Và vì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu những mũi len đầu tiên nhé. Những cái sợi màu trắng là những cái sợi kim tuyến đó các bạn, trông rất là đẹp. Và những video khác, nếu các bạn đã xem những video trước đây rồi thì cái công đoạn đầu tiên thì cũng giống những cái cách mà mình đan những cái khăn lần trước. Nếu các bạn nào hay xem những video trên kênh này thì sẽ rất là quen thuộc với cái công đoạn này. Và mình đã hoàn thành xong một phần, một cái sợi đầu tiên như thế này. Và đây là một cái bảng mà mình vừa đan xong. Và nếu mà chúng ta đang xen kẽ màu cục màu đen, hết cục màu đen rồi, sau đó làm đan tiếp cục màu trắng, và hết cục màu trắng thì tiếp tục quay lại cục màu đen như thế này. Thì trong cái khăn tròn bản to này rất là đẹp đúng không, nhìn rất là độc đáo.
cái cách mà để chúng ta nối từ cái đoạn màu đen sang cái đoạn màu trắng thì nó như thế này. Và mình đã hoàn thành xong cái khăn tròn như thế này rồi. Nếu mà các bạn nào đã làm cái khăn này rồi thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết với nhé. Chúng ta có thể phối những cái màu chúng ta yêu thích, ví dụ như là màu cam phối với màu đỏ, hay là màu hồng phối với màu xám, hoặc là các bạn yêu thích màu gì thì các bạn có thể phối với hai màu đó với nhau, hoặc là chúng ta có thể làm xen kẽ 3 hoặc là 4 màu thì rất là đẹp. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Và đừng quên comment ở bên dưới cho mình biết là các bạn đã đang được cái khăn này với màu gì rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo và khám phá nhiều cách làm khăn tròn khác nhé. Và đừng quên nhấn like nếu các bạn thích video này và nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo, khám phá nhiều video hấp dẫn khác trong kênh Tôi Tự Làm. Và đừng quên nhấn like và subscribe nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Hãy comment ở bên dưới cho mình biết nếu các bạn đã thực hiện đan chiếc khăn đáng yêu này rồi. Bye bye.